Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng từng bước khôi phục hoạt động du lịch sau dịch. Phụ nữ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đổi mới phương thức hoạt động. Sẽ thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh tỉnh Bến Tre vừa trao 100 triệu đồng tiền mặt cùng 300 bộ trang phục bảo hộ cho Trung tâm Y tế huyện Rồng Trôm. Thời gian qua, Ngân hàng BIDV đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm hoạt động của hệ thống an toàn thông suốt để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đồng thời thực hiện các gói hỗ trợ cho các khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Triển khai hỗ trợ kịp thời các chương trình phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch. Dịp này được sự vận động của Ủy ban Xã hội của Quốc hội, BIDV chi nhánh Bến Tre tài trợ 3.000 bộ trang phục bảo hộ, 2 xe điện chuyển bệnh nhân, 10 xe đạp công vụ và 600 triệu đồng tiền mặt cho các trung tâm y tế, thành phố Bến Tre, Rồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre với tổng kinh phí 1 tỷ 380 triệu đồng. Trước chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh trở lại, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhà trường trên địa bàn thủ đô cho hay đã chủ động cho các phương án. Theo đó, các thầy cô giáo đều được tiêm 2 mũi vaccine, hầu hết các trường đều trang bị đầy đủ thiết bị y tế, bố trí phòng cách ly, xây dựng kịch bản khi học sinh có biểu hiện thân nhiệt bất thường. Ngoài ra, các nhà trường cũng thường xuyên duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Hiện tại, học sinh một số nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được trở lại trường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh và thầy cô giáo, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các nhà trường triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước khi đón học sinh trở lại trường, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho hàng nghìn giáo viên, cán bộ, người lao động và học sinh các cấp thuộc vùng xanh, đồng thời xây dựng các kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch theo các tình huống có thể xảy ra. Đảm bảo 100% cán bộ giáo viên đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày trước khi đến trường. Thì đến cơ bản hiện nay là chuẩn bị sẵn sàng mọi cái điều kiện để đảm bảo cho học sinh đến trường cách an toàn tuyệt đối. Vấn đề còn lại là chỉ mong cho chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh đồng thuận và cùng với nhà trường chia sẻ và hoàn thành cái nhiệm vụ của năm học trong cái giai đoạn 2. Thì hiện nay các trường thì đều đã đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại tiếp hiểu và cùng đồng hành với ngành giáo dục để đảm bảo làm sao cho cái việc mà các em học sinh vừa đảm bảo công tác về được học hành và đồng thời đó là đảm bảo được cái công tác an toàn trong vấn đề về phòng chống dịch COVID hiện nay. Ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 trước khi cho toàn bộ học sinh trở lại trường. Hiện tại, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường học trên địa bàn tỉnh đang dần mở cửa cho học sinh trở lại học trực tiếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định tạm thời một số biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Trong đó áp dụng cấp độ 2 tương đương nguy cơ trung bình trên toàn địa bàn tỉnh, trừ các địa bàn, địa điểm phong tỏa. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, lưu thông vận chuyển hàng hóa được phép hoạt động. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vũ trường, karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet công cộng. Hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ làm tóc, làm đẹp, phục vụ không quá 5 người cùng một thời điểm. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng được phép phục vụ tại chỗ nhưng không quá 50% công suất và đóng cửa trước 21 giờ. Các địa phương còn lại hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ. Đối với cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ được phép hoạt động nhưng khách phải có xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Tại Đà Nẵng, sau một thời gian dài đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh, thành phố đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Ngành du lịch đang nỗ lực triển khai các kế hoạch khôi phục hoạt động, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp.
Khu du lịch nghỉ dưỡng này đi vào hoạt động chưa lâu thì đã liên tục phải đóng cửa vì dịch bệnh. Thời điểm này, đơn vị đang nỗ lực tìm giải pháp tối ưu hóa nhân sự và hoàn thiện quy trình đón khách an toàn. Chúng tôi đang chuẩn bị tất cả để mở cửa lại các dịch vụ khi được phép. Trong đó có đào tạo lại nhân viên, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất. Hiện nay toàn bộ nhân viên của chúng tôi đã được tiêm một mũi và rất mong chờ thành phố sẽ tiến hành tiêm mũi 2 trong thời gian sớm. Một số đơn vị cũng tìm các hướng đi mới, liên kết xây dựng những mô hình kinh doanh thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh như du lịch kết hợp với khám chữa bệnh. Vấn đề mà y tế, du lịch trong thời điểm này và sắp tới nó cũng sẽ càng ngày càng được ý thức rõ ràng hơn, với mục đích là giúp người dân đi du lịch nhằm vừa kết hợp với lại hãy kiểm tra sức khỏe toàn diện, tầm soát ung thư, phát hiện sớm những cái bệnh lý của mình để mà điều chỉnh cái sức khỏe mình một cách tốt hơn. Cũng là cái sự mong muốn của tất cả mọi người. Theo phương án đón khách nội địa, nửa cuối tháng 10, thành phố sẽ đón khách du lịch tại chỗ, triển khai chương trình Người Đà Nẵng trải nghiệm du lịch Đà Nẵng, đặt lộ trình đến hết tháng 1 năm 2022, toàn bộ các cơ sở dịch vụ du lịch được hoạt động. Chúng tôi cũng chấp hành các cái chủ trương, các cái hướng dẫn về đảm bảo phòng chống dịch của Trung ương, của Bộ Y tế. Và đây là những cái cơ sở quan trọng để có thể đảm bảo cho một cái điểm đến an toàn hoặc là một cái địa phương an toàn. Thế thì bên cạnh cái việc đấy thì chúng tôi cũng cụ thể để hướng dẫn có thể chấp hành một cách nghiêm túc và chặt chẽ các cái yêu cầu, các cái hướng dẫn về phòng chống dịch. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái đợt đi kiểm tra. Bên cạnh khách nội địa, ngành du lịch cũng đang tính phương án chi tiết để thí điểm đón khách quốc tế ở thời điểm phù hợp, đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo kế hoạch gói hỗ trợ an sinh đợt 3 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ hoàn thành việc chi trả vào ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình triển khai gói hỗ trợ sẽ được kéo dài thực hiện đến ngày 22 tháng 10. Gói hỗ trợ an sinh đợt 3 năm 2021 với tổng kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng được thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương giải ngân đến tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, giúp bà con ổn định cuộc sống. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn vẫn còn gần 2,5 triệu người chưa nhận chi trả hỗ trợ. Số này hầu hết là người kê khai nhưng không có mặt ở địa phương để nhận hỗ trợ, người đang mắc kẹt ở các tỉnh, thành khác hoặc đang điều trị tại bệnh viện, khu phong tỏa, khu cách ly. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài việc chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 22 tháng 10. Trong thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hội Phụ nữ xã Nhuế Dương là đơn vị điển hình trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động. 6 trên 6 chi hội thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Sau 2 năm triển khai mô hình nuôi lợn tiết kiệm, Hội Phụ nữ xã Nhuế Dương đã giúp đỡ được 50 hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình hũ gạo tình thương, phế liệu sạch, mô hình chung tay phòng chống rác thải nhựa thu hút đông đảo chị em tham gia. Thành công của các mô hình trên là sự chung tay góp sức nhiều hội viên tiêu biểu như hội viên Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Tung, Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Thị Hằng. Ngoài ra, mô hình tiết kiệm tại chi hội đến nay đã giúp 19 hội viên được vay ưu đãi để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Trước đây hội viên tham gia còn chưa được nhiều, chưa nhiệt tình với các phong trào của hội. Tuy nhiên những năm gần đây thì nhận thấy được hiệu quả và lợi ích thiết thực của các phong trào thi đua và phát động của hội thì hội viên tham gia hăng hái hơn. Tôi luôn luôn lựa chọn hạt nhân nòng cốt là những hội viên tiêu biểu, điển hình của các chi hội trong toàn xã, lan tỏa các cái mô hình hoạt động hàng năm thì chúng tôi cũng thường xuyên là biểu dương khen thưởng kịp thời để thu hút hội viên, đông đảo hội viên trong toàn xã tham gia. Với phương châm hướng về cơ sở, giúp đỡ cán bộ hội theo phương thức cầm tay chỉ việc, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho trên 37.000 hội viên.
5 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu bằng nhiều hoạt động cụ thể đã xây dựng được 85 mô hình phế liệu sạch để hỗ trợ hội viên sinh kế, trị giá trên 480 triệu đồng. Xây dựng 25 địa chỉ nhân ái, 85 mô hình hũ gạo tình thương, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 mái ấm tình thương, 6 công trình nước sạch cho hội viên phụ nữ nghèo. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-7, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bằng việc xây dựng các mô hình và tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với phụ nữ như mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, mô hình đường hoa phụ nữ. Ngoài ra, các cấp hội tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, thì chúng tôi luôn chú trọng các cái hoạt động để hướng về những chi hội, tổ phụ nữ bằng các cái việc làm thiết thực, như tiếp tục xây dựng các cái mô hình để hỗ trợ hội viên phụ nữ và cũng sẽ tổ chức nhiều các cái hoạt động để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Với những kết quả đạt được, đây sẽ là đòn bẩy, là động lực để phụ nữ Khoái Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo. Do thời gian vừa qua, để kịp thời cung ứng cho nhu cầu nông sản thiết yếu hỗ trợ vùng dịch phía Nam, nhiều hộ dân ở Đà Lạt chuyển từ trồng hoa sang trồng rau ngắn ngày, nên sản lượng hoa hiện tại bị giảm đã khiến giá hoa tăng trở lại sau một thời gian dài rớt giá, thậm chí là không tiêu thụ được vì dịch bệnh. Những ngày gần đây khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều địa phương bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, khiến cho việc vận chuyển tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn. Thị trường hoa Đà Lạt đã ghi nhận sự sôi động trở lại. Nhiều vựa hoa thu mua đóng đi các tỉnh, trong khi nguồn cung hạn chế nên giá hoa tăng giá mạnh, sau nhiều tháng không bán được do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện giá hoa hồng màu các loại từ 3.500 đến 3.800 đồng trên một cành. Hoa giống mới như O'Hara, đỏ truyền kỳ Kislin có giá 5.000 đến 5.500 đồng một cành. Ngoài ra, hoa hồng, hoa cát tường cũng tăng lên 60 đến 70.000 đồng một kg. Cẩm tú cầu 5.000 đồng trên một cành. Giá cúc chìm từ 11.000 đồng đến 13.000 đồng trên một bó 5 cành. Cúc lưới đại đoá giá từ 18.000 đến 20.000 đồng trên một bó 10 cành. Hoa ly cũng tăng lên 70.000 đồng đến 80.000 đồng một bó 5 cành. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, hiện 12 sở giao thông vận tải đang triển khai thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến năm 2021. Sau quá trình thí điểm, Tổng cục Đường bộ sẽ báo cáo kết quả để Bộ Giao thông Vận tải nhân rộng thực hiện trên toàn quốc từ năm 2022. Không mất thời gian đi lại, chỉ cần thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia, các bước cần thiết để đổi bằng lái xe, chọn dịch vụ chuyển qua bưu điện, chỉ chưa đầy 10 ngày, anh Quân được bưu điện chuyển trả bằng lái đổi mới đến tận nhà. Sau khi ta cập nhật xong thì sẽ có cái kết, ta sẽ được nhận lại kết quả tại nhà luôn. Và như vậy thì trong cái thời gian cũng như là cái thủ tục như thế thì ta sẽ rút gọn được rất nhiều. Thì toàn bộ các cái vướng mắc thì trên cái phần hướng dẫn thì cũng sẽ đều có niêm yết trên đấy cả. Nên chúng ta chỉ cần xử lý cái máy vi tính ở cái mức độ vừa phải. Và cũng hay là ta đọc kỹ để chuẩn bị, cũng như là làm thì nó rất đơn giản và tiết kiệm được cái thời gian cũng như tất cả các thủ tục hành chính, nhưng cũng không phải đi lại nữa. Bộ Giao thông Vận tải hiện đang mở rộng việc triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với 12 sở giao thông vận tải trên cả nước, gồm Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Quá trình thí điểm đã kết nối dữ liệu của ngành y tế, có 10 cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe điện tử và đã kết nối với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn quốc với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Dịch vụ giúp người dân thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe qua mạng thông qua một địa chỉ duy nhất, dịchvucong.gov.vn, kết nối với các dữ liệu bộ ngành khác, người dân có thể hoàn thiện được thủ tục của mình nhanh chóng. Đối với cái dịch vụ công mức độ 4 ấy, thì người mà có nhu cầu mà đổi cái giấy phép lái xe thì vào trực tiếp cái phần mềm mà của trên cổng dịch vụ công quốc gia, rồi khai báo tất cả các cái thông tin, rồi gửi cái ảnh chụp của cái giấy phép lái xe, của cái giấy khám sức khỏe,
Sau đó mà hồ sơ được chấp thuận thì người dân trả cái phí trực tiếp qua cái hệ thống thanh toán điện tử và sẽ được nhận cái giấy phép lái xe qua ba hình thức. Một là đến nhận trực tiếp, hai là trả trực tuyến trên môi trường mạng, và thứ ba là có thể là qua cái dịch vụ bưu chính để gửi đến tận tay cái người dân mà sử dụng cái dịch vụ. Để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia tại 63 địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cung cấp dữ liệu quản lý trên cổng dịch vụ công quốc gia để việc triển khai dịch vụ được thuận tiện, hiệu quả. Thế thì để mà triển khai được cái dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia thì ngoài cái việc mà sự điều chỉnh cái phần mềm thì các cái cơ sở hạ tầng của các cái sở giao thông vận tải thì cũng phải nâng cấp. Thì đến cái thời điểm này thì là 12 sở giao thông vận tải tham gia cái dịch vụ này thì cũng đều nâng cấp đáp ứng được cái yêu cầu về cái cơ sở hạ tầng. Thế còn đối với lại cái phần mềm thì cũng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì cũng đã phối hợp với lại các cái cơ quan đơn vị tư vấn thì cũng điều chỉnh phần mềm và cung cấp đến dịch vụ công. Thời gian tới, Tổng cục Đường bộ sẽ tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng. Tháng 12 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đánh giá, báo cáo kết quả để Bộ Giao thông Vận tải xem xét triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2022. Để góp phần tạo nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện chương trình nông thôn mới, thành phố Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ, Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên có diện tích 3,8 ha do Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành vào đầu năm 2022. Do đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 50% khối lượng công trình. Cùng với dự án trên, để tăng nguồn thu từ đất tạo nguồn xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn thành phố đã tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 110.000 m². Riêng năm 2021, xã hoàn thiện hạ tầng và tổ chức đấu giá trên 14.000 m². Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, những ngày qua tại khu vực biển Nam Định có mưa to, gió mạnh cùng với ảnh hưởng của thủy triều đã khiến cho hàng trăm mét kè biển tại khu du lịch biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu bị sập vỡ. Hiện toàn bộ mái kè, tường chắn sóng, hệ thống đường bê tông sát biển đã bị sóng biển đánh sập, vỡ vụn thành từng mảnh. Hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sát biển đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Trung tâm bão không vào nhưng thực tế bây giờ nó đã tràn đánh phá hết quả cả khu du lịch. Nói chung và bản thân nhà chúng tôi nói riêng đây, cái nhìn đây này là tan hoang hết. Trước khi bão vào thì là khu vực là kè này thì là đoạn này thì là vẫn còn nguyên. Là sau một đêm thì là sóng là sau chiều cường là sóng là đánh là vỡ hết đoạn này. Tuyến kè khu du lịch biển thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu dài gần 2 km. Từ năm 2018 đến nay, mặc dù bão không về Nam Định, nhưng hiện tượng chiều cường đã gây thiệt hại rất lớn cho tuyến đê biển này. Là hiện tượng thủy triều dâng. Đấy là hiện tượng là rất nguy hiểm. Ví dụ là bão không về mình, về vùng miền Thanh Hóa, miền trong cơ, nhưng mà là cái ở mình ảnh hưởng của chiều, là bị chịu ảnh hưởng rất nặng. Sự cố vỡ kè biển khu du lịch thị trấn Thịnh Long đã xảy ra khoảng 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa, dẫn đến tình hình sạt lở có chiều hướng lan rộng và đe dọa an toàn cho hệ thống hạ tầng và cuộc sống của người dân ở khu vực này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.